phim, nghe nhạc, xem phim truyền hình, xem phim hoạt hình. Đây, bằng con màn hình to cực kỳ bự luôn, hơn 20 inch trên chiếc loa AT73S này anh chị ơi. Ha. Ngoài ra thì trên chiếc loa này cũng thuộc dạng là công suất lớn, cho nên là phù hợp với lại là những gia đình lớn tầm khoảng nữa là hơn 20 người chơi. Con này là có bát 4 cấp nè, có chung có chép đầy đủ luôn, mà đi kèm theo cho mình là hai cái micro không dây này nữa. Rồi, bo mạch ở trên nút em nó tùy chỉnh đó, thì em sẽ nói sơ qua xong rồi bắt đầu em tiến hành em cảm ứng cho anh chị coi luôn. Đây, bo mạch của nó sẽ có mic trap, mic bass nè, echo nè, xong rồi là volume của nhạc có nhiều cổng kết nối là gồm HDMI cũng có. Rồi AUX nha mấy anh chị. Rồi, con màn hình này thì mình cứ sử dụng giống như là một con điện thoại thôi. Anh chị kết nối wifi vào cho em. Rồi, ứng dụng nè, bước vào nè. Rồi, khi mà chưa có kết nối wifi thì anh chị vào cài đặt nè. Vào cài đặt cho em, xong rồi mình vô phần mạng nè. Đó. Kiếm vô. Đây. Đây, nó đã có một thiết bị nó đã kết nối rồi nè. Đó, thấy được chưa? Rồi, sau khi mà đã kết nối thì nó sẽ hiện cái sóng wifi lên cho anh chị thấy. Rồi, đây nè. Thoát ra màn hình chính nè, nó lên hiện sóng rồi nè. Rồi ok, bây giờ em sẽ vào cái nền tảng. Đó, anh chị nghe nhạc xem phim ngay trên đây nha. Và mic của nó nè, nhạc của nó thì sẽ ra sao, chắc là mic thì phải để clip sau đi. Chứ bây giờ em cho anh chị nghe thử nhạc ở trên đây nè. Đây, thử bài coi, độ nhạy của em nó nè. Đây, độ nhạy nè, lên nè, xuống nè. Đó, đã chưa, rất là nhẹ nhàng anh chị ơi. Rồi, quất thử miếng nhạc nha mấy anh chị. Con này là T73S nha. Đây, bác nào thích cái sự tiện lợi của em loa này thì cứ để lại comment cho em. Và đây là tiếng nhạc của nó nè. Rồi, anh chị nào quan tâm tới mẫu loa này thì cứ để lại comment cho em nha.